clap. Yo. Hi, xin chào mọi người. Còn 3 ngày nữa thôi là đã đến Tết Ta rồi. À, mọi người đã chuẩn bị sắm cái gì để mà trưng cho Tết năm nay chưa? À, hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người một dòng cây độc lạ, vừa có thể trưng Tết nè, vừa có thể ăn trái được luôn. Và nhân vật chính của video ngày hôm nay đó chính là Tắc Cẩm Thận. Xuân đã về, có nỗi buồn nào mừng ngày xuân đến. Xuân đã về, tiếng chúng thơ mừng đón mùa xuân. Tắc Cẩm Thận hay còn gọi là Quốc Ngọc Thạch. Đây là dòng tắc có đặc điểm nổi bật là có ngoại hình lá và trái có sọc cẩm thạch, sọc xanh trắng rất là bắt mắt. Thì ngoài ra, cái dòng tắc này không những độc lạ về cái ngoại hình trái mà đặc biệt là nó hoàn toàn có thể ăn được. Đó chính là điều mà khiến cho tắc cẩm thạch đang dần thay thế tắc ta. Bây giờ em sẽ hái một vài trái tắc cẩm thạch vào trong làm một ly nước giải khát để mà cùng chia sẻ thêm với mọi người về cái dòng tắc hay ho này nha. Rồi, em sẽ hái cái trái này nha. Trái bên đây cũng ho lắm nè. Vui vẻ bên mưa trong những xuân ta bay chào tiếng chúc cho thương mừng gần mùa xuân. Xuân là xuân đã về, con luôn nào. Trước khi mà vào cắt cái trái tắc cẩm thạch này ra thì em có chuẩn bị ở đây một vài cái trái tắc ta để mà mọi người có thể thấy được cái sự khác nhau của hai dòng tắc này nha. Đầu tiên mọi người nhìn nha, cái vỏ của trái tắc cẩm thạch khi mà chín á, nó sẽ chuyển từ màu xanh sọc trắng qua màu xanh sọc vàng, rất là đẹp mắt luôn. Và về cái kích cỡ khi mà so với tắc ta thì trái tắc cẩm thạch nó to hơn gấp rưỡi lần và rất là mọng nước. Bây giờ thì em sẽ làm ly tắc cẩm thạch nha. Và đây là thành quả ly nước tắc cẩm thạch của em nè mọi người ơi. Bây giờ em sẽ thử cái vị nó như thế nào nha. Cái vị chua chua ngọt ngọt rất là ngon luôn. Và đặc biệt á, khi mà cắt cái trái tắc cẩm thạch ra, nó thơm hơn cả trái tắc ta nữa. Và ở đây em đang có chuẩn bị sẵn một cây tắc cẩm thạch. Như mọi người nhìn thấy á, thì cây tắc cẩm thạch này đang được quấn bonsai và đang rất là đầy trái luôn. Mình có thể đem cây tắc cẩm thạch này trưng ở trong nhà 5 đến 7 ngày, sau đó đem ra nắng trồng lại bình thường và có thể chơi được rất là nhiều mùa Tết luôn nha, vì tuổi thọ cây rất là cao. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không đặt ngay một cây tắc cẩm thạch độc lạ, vừa có thể trưng Tết nè, vừa có thể ăn trái rất là hay luôn. Đặt ngay tại website cayantrai.vn hoặc là số hotline 0949471117. Mọi người cũng có thể ghé xem và lựa cây ở số 203 Phan Huy Ích, phường 14 Gò Vấp nha. Cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video. Chúc mọi người một năm mới vui vẻ. Còn bây giờ thì em đi nhâm nhi cái ly nước tắc của em đây.